Chiều tối ngày thứ Ba 11 tháng 11, học khu các trường công lập thuộc địa bàn Garden Grove đã có buổi tổ chức trình diễn thi đua các trường với ban nhạc kèn đồng đi theo nhạc điệu tại sân vận động trường trung học Bosa Grande. Đây là năm thứ 12 mà học khu đã tổ chức thi đua. Trong phần phát biểu của bà Gary LaFaye, tổng quản trị học khu cho biết, mỗi năm buổi trình diễn về tài năng điều khiển trình diễn ban nhạc, các học sinh có nhiều sáng tạo hơn và thêm nhiều học sinh tham gia hơn. Đây là sự hợp tác giữa thầy giáo, nhà trường và phụ huynh học sinh. Khả năng sáng tác trình diễn của các em điêu luyện và hấp dẫn. Bà Stacy Harris, phụ trách chương trình sáng tác và nghệ thuật trình diễn của học khu Garden Grove, nói rằng các em, các ban giáo viên, các ban nghệ thuật bắt đầu thời gian từ đầu tháng 8 đã tập dượt không ngừng cho chương trình thi đua hôm nay. Trong 8 trường thi đua năm nay, mọi người đều nhận thấy các em học sinh Việt Nam chiếm tỷ lệ cao về tài năng nhạc trưởng, nhóm trưởng và các phần trình diễn múa theo điệu nhạc. Hai trường Bosa Grande và La Quinta có số học sinh Việt Nam tham gia rất lớn trong buổi trình diễn ngày hôm nay.